Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Món Ngon Hồ Gươm. Hôm nay chúng ta cùng vào bếp để thực hiện một món cá kho nhừ rất đơn giản và cũng rất là dân dã. Nguyên liệu gồm có cá nục, hành lá, hành củ, gừng, ớt, bột điều, hạt tiêu, hạt nêm, rượu nấu ăn, muối, nước mắm, dầu nấu ăn, đường. Các bạn nhìn thấy nguyên liệu trông rất là nhiều, nhưng mà thực ra là toàn những nguyên liệu rất là quen thuộc với các bà nội trợ hàng ngày vẫn sử dụng đến. Mời các bạn cùng vào bếp nhé. Đây gọi là cá nục béo. Có một loại cá nục nữa, nó sẫm màu hơn, nhỏ con hơn, thì cái cá nục đó nó không ngon bằng cá này. Thịt nó khô hơn, nó không béo, đây gọi là cá nục béo. Thì để nhận biết được thì cái con này, cái vệt trên lưng này nó có những cái sọc sọc này, là màu thứ hai cái bụng này, rất là nhiều phần trắng. Hôm nay tôi chuẩn bị là 1,6 kg, mỗi con này là trọng lượng là 400 g. Có rất là nhiều cách để cho mùi cá bớt tanh. Các bạn có thể dùng lá chè để pha uống hàng ngày, đun lên, lấy nước đặc và rửa cá để nó bớt mùi tanh đi. Thứ hai là muối, hoặc là rửa bằng giấm. Giấm thì rất là hiệu nghiệm đấy các bạn. Và một cái điều nữa là tôi hay sử dụng rượu nấu ăn. Không có rượu nấu ăn thì các bạn dùng rượu trắng hay là rượu gạo của Việt Nam. Bằng giấm thì các bạn phải rửa thật sạch. Tôi làm rượu như thế này thì không phải rửa. Bây giờ mình sẽ phi hành tỏi để ướp cá. Hai thìa canh dầu ăn. Mỡ nóng tôi cho hành băm, gừng băm, ớt băm nhỏ. Hai thìa canh hành băm nhỏ. Một thìa canh gừng. Tiếp tục thì cho nốt ớt vào. Hành đã vàng thì tôi tắt bếp rồi. Tôi cho vào đây để ướp cá. Một thìa cà phê hạt nêm. Một thìa cà phê đường. Một thìa cà phê muối. Một thìa cà phê nước mắm. Thời gian ướp khoảng 30 phút, lâu hơn thì càng tốt. Thì các bạn bảo quản vào trong ngăn mát của tủ lạnh. Sử dụng cái nồi vừa phi hành, tôi cho 500 ml nước lạnh, 500 ml nước dừa tươi, 1 lọ và nước dừa là 1 lít. Các bạn có thể dùng nước dừa lon như hôm nay tôi dùng. 1 thìa canh hạt nêm, 2 thìa canh đường, nước mắm 4 thìa canh. Tương cà 4 thìa canh. Không có tương cà này thì các bạn thay bằng cà chua tươi. Thì các bạn cho khoảng 300 g cà chua bỏ hột, băm thật là nhuyễn.
Tương ớt này thì tùy gia đình các bạn ăn được cay thì các bạn cho nhiều. Tôi cho 2 thìa canh. Nếu bạn nào ăn không ăn được cay thì cho 1 thìa canh là đủ. Hạt tiêu tôi cho một chút. Bột màu điều cho nhiều hay cho ít là tùy thuộc vào độ đậm nhạt của cái màu điều này. Giờ chúng ta cứ cho tạm một chút ít đã. Nước sốt đã sôi tôi tắt bếp. Tôi đổ sang một cái xoong khác. Cái xoong này tôi sẽ dùng để kho cá. Mua được mía thì các bạn trẻ mía ra nó từng thanh như thế này thì lót xuống đáy nồi. Không có mía tôi chuẩn bị xả. Các cái củ xả xếp nó như thế này để cho thứ nhất là cá nó có mùi thơm, thứ hai là để cho nó đỡ bén nồi. Cái nước ướp cá này tôi đổ luôn vào. Nước sốt tôi vừa nấu phải sôi nóng như này thì cá mình kho nó không bị tanh các bạn. Tôi cho thêm mấy quả ớt vào này. Kho cá nước phải xâm sắc mặt cá như thế này. Nếu mà chưa đủ nước thì các bạn phải đun nước sôi đầu vào. Khi nó sôi to các bạn hạ lửa. Đun lửa thật là nhỏ. Như thế là đun được 2 tiếng rưỡi rồi đấy các bạn. Đây, miếng cá rất là ngon các bạn này. Bây giờ tôi nếm thử xem cá có vừa ăn không và nó ngon như thế nào. Mời các bạn nhé. Cá rất là ngon, săn chắc, vừa ăn, rất là thơm, không hề tanh một chút nào. Rất là ngon các bạn ạ. Đó. Không nấu theo kiểu truyền thống này thì các bạn nấu vào nồi nấu chậm hoặc là nấu vào nồi áp suất ấy. Các bạn phải rút bớt nước đi. Tại vì mình đun ở phía ngoài nó bay hơi đi cho nên cần phải cho nhiều nước như vậy. Các bạn vừa theo dõi video của Món Ngon Hồ Gươm chia sẻ cách nấu món cá nục kho nhừ. Hãy chia sẻ video này với bạn bè. Nếu bạn nào chưa nhấn nút đăng ký, hãy nhấn nút đăng ký để nhận được nhiều video mới nhất của Món Ngon Hồ Gươm. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Xin chào!